Hello cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà trong livestream ngày hôm nay ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của Decker Highbrow. Và trước màn hình ống kính đây là một ca mí, ca phun mí mở trong được thực hiện bởi chuyên gia Hương Kelly. Đó. Và vị khách ngày hôm nay rất là xinh, chị đã quyết định là sử dụng combo 3 dịch vụ tại DK. Đó là phun mí này, làm lông mày này, đó, mà phun môi, và chính như chúng ta quan sát nhé, thì cái ca môi chị vừa được thực hiện tại DK xong, và môi thì không hề có một cái hiện tượng sưng nề đó, hay là phù lên. Nhìn môi rất là căng mịn, là trong đó, rất thoải mái. Và như chị vừa chia sẻ là trong quá trình làm môi thì chị chả thấy không có cái cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả. Và hiện tại thì chị đang được chuyên gia Hương Kelly thực hiện quá trình phun mí đó, và chị đã quyết định là chọn cái phương pháp phun mí mở trong để nhìn mí tự nhiên đó. Và trong quá trình phun mí thì chuyên gia sẽ chỉ đi trên cái lớp thượng bì của da thôi, và làm nó là một cái đường line rất là mảnh, nó nên nhìn mắt là sẽ tự nhiên hơn này. Và trước khi ra đường thì chắc chắn là chị sẽ không phải mất nhiều quá nhiều thời gian cho việc trang điểm nữa. Chị ơi, trong quá trình phun mí thì chị thấy cảm thấy thế nào ạ? Không đau ạ. Vâng, mình có thấy khó chịu hay là đau rát gì không? Không. À, vâng. Vậy còn môi thì sao hả chị? Môi cũng không đau ạ. Thế ạ, vâng. À, vậy lý do vì sao thì chị lại quyết định làm combo 3 dịch vụ tại DK ạ? Em thấy nhiều người làm mấy đẹp thì em... Thế ạ, vâng, cảm ơn chị đã tin tưởng DK rất là nhiều ạ. Vậy thì lát nữa chúng ta hãy cùng chờ đón cái sản phẩm cuối cùng của chị gái này nhé. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream, và mọi người đừng quên là theo dõi fanpage ở DK để có thể đón xem được cái kết quả cuối cùng của chị gái nhé. Cảm ơn mọi người ạ.